Hi, chào các bạn. Chào mừng các bạn đến với kênh Truyền Hôm. Trong video này, mình xin chia sẻ món bánh cá chép. Cách làm bánh cá chép không cần khuôn cực dễ và đẹp từ màu tự nhiên để bán hay đưa ông táo ngày 23 Tết. Với cách pha bột thông dụng, rẻ tiền và dễ dàng tìm mua ở bất cứ nơi đâu. Bánh cá chép với lớp vỏ bánh cực dẻo ngon, kết hợp với phần nhân, đậu xanh thịt đậm đà, giống như hương vị của một chiếc bánh khúc, nhưng ăn không hề bị ngán hoặc ngấy. Mình tin chắc rằng nếu các bạn bán món bánh cá chép này sẽ rất là đông khách, mà các bạn cũng không phải mất tiền đầu tư vào khuôn bánh. Và cách tạo hình cho món bánh này cũng rất nhanh và đơn giản. Nếu các bạn lần đầu xem video từ kênh của mình thì hãy ủng hộ cho mình bằng cách like, chia sẻ, đăng ký kênh. Đối với mình mà nói, nó rất quan trọng, giúp cho mình có thêm thật nhiều động lực để sáng tạo và chia sẻ thêm nhiều video mới. Mời các bạn cùng theo dõi video để biết cách làm chi tiết về món bánh ngon và đẹp này nha. Đầu tiên mình sẽ làm phần nhân trước. Mình dùng 500g đậu xanh bóc vỏ, rửa sạch và ngâm khoảng 3 đến 4 giờ cho đậu lở, rồi mình sẽ cho vào nồi mang đi hấp chín. Kiểm tra đậu chín bằng cách dùng tay bóp thử một hạt đậu, nhuyễn mịn ra là được. Khi đậu vừa hấp xong, đang còn nóng, mình sẽ cho vào cối giã mịn đậu xanh. Làm cách này chỉ trong vài phút đậu sẽ mịn mà không cần đến máy xay sinh tố. Sau khi đậu đã được giã mịn thì mình có chuẩn bị khoảng 350g thịt ba chỉ hoặc thịt vai, đã bỏ phần bì băm nhỏ. Các bạn nên chọn phần thịt có lẫn một ít mỡ để phần nhân không bị khô. Ít hành lá và hành tím thái nhỏ cho phần nhân được thơm. Mình sẽ cho vào chảo 2 thìa canh mỡ lợn. Nếu có mỡ lợn thì phần nhân sẽ ngậy và ngon hơn. Còn nếu không có thì các bạn dùng dầu ăn nha. Mình sẽ đun cho mỡ lợn này nóng già lên, rồi cho hành củ vào phi cho vàng thơm, rồi cho phần thịt băm vào đảo cho săn lại, rồi cho tất cả các gia vị, bột lêm, nước mắm, bột ngọt, dầu hào, tiêu xay. Phần định lượng gia vị các bạn tham khảo của mình rồi điều chỉnh lại theo khẩu vị đậm nhạt của gia đình các bạn nha. Món này phải có hạt tiêu mới thơm ngon. Sau khi phần thịt đã săn chín và ngấm đều gia vị, mình sẽ cho đậu xanh nhuyễn vào, đảo cho hỗn hợp được hòa quyện. Ở bước này các bạn nên nếm lại gia vị nhé. Cuối cùng mình sẽ cho hành lá vào, đảo đều và tắt bếp. Đợi đậu nguội một chút, mình sẽ vo thành các viên và bọc kín phần nhân lại để phần nhân không bị khô và cũng tránh bụi bặm, ruồi muỗi. Phần vỏ cho món bánh này mình sẽ sử dụng là 300g bột lép với 200g bột bắp với một ít muối cho phần vỏ bánh được đậm đà. Với công thức này vỏ bánh ăn dẻo dai rất ngon. Còn nếu muốn dai nhiều giống như bánh su xuê thì mình sẽ thay bột lép bằng bột lăng. Để tạo màu cho cá mình sẽ dùng khoảng 200g thịt gấc, dùng thìa hoặc dây. Muốn nhanh hơn thì các bạn dùng tay bóp với một ít nước cho phần thịt gấc ra màu rồi bỏ hạt. Phần nước thịt gấc sau khi đã lọc xong mình sẽ cho lên bếp đun cho sôi, rồi từ từ đổ vào tô bột và nhào đến khi hỗn hợp dẻo mịn và không dính tay. Lượng nước trên để các bạn tham khảo, mình sẽ cho ít một và bột điều chỉnh tùy theo các bạn mua phải bột cũ hay bột mới, độ hút nước cũng sẽ khác nhau. Mình cứ cho từ từ nước vào nhào đến khi khối bột dẻo mịn không dính tay là được. Nếu nỡ cho quá nhiều nước thì các bạn lại cho thêm bột khô vào và nhào tiếp nha. Nước ở đây nếu dùng bột lép thì các bạn đun ấm tầm 70 đến 80 độ, còn dùng bột lăng thì các bạn cần phải đun sôi nước nha.
mình sẽ làm thêm các màu khác từ quả dành dành và bột cacao. Riêng màu trắng thì mình sẽ không cần cho màu gì vào. Bột cacao thì các bạn nên dùng bột cacao nguyên chất nha. Dành dành mình cần phải giã ra, cho lên bếp đun cho sôi rồi lọc lấy nước màu. Phần vỏ bánh này thì cũng rất là nhanh khô, nên sau khi các bạn đã nhào dẻo mịn xong thì cần bọc kín lại để cho phần vỏ bánh này không bị khô. Mình sẽ dễ dàng tạo hình hơn. Để tạo hình cá chép, mình sẽ lấy một miếng bột, tùy theo các bạn muốn nặn cá to hay nhỏ nha. Sau đó mình sẽ dùng chày hay cây cán bột dàn mỏng miếng bột. Nếu muốn cá có nhiều đốm màu thì mình sẽ vo tròn nhỏ các màu khác rồi rải đều xen kẽ lên. Miếng bột đã cán, cho phần nhân đậu xanh vào, gói kín phần nhân lại. Dùng thìa tạo vảy cá, làm thêm ít vây cá, sâu cá cho thêm sinh động. Mắt cá thì mình dùng hạt tiêu nha, nên khi ăn mình cũng ăn hết luôn cả con, không bỏ phần nào. Và đây là những chiếc bánh hình con cá chép sau khi đã tạo hình xong, thành quả một buổi vừa lặn vừa quay cho các bạn cùng xem. Và đây cũng là lần đầu tiên mình làm món bánh này, càng lặn sẽ quen tay và đẹp hơn. Các bạn hãy để lại lời nhận xét về món bánh cá này nha. Hay bạn nào có cách nào hay hơn, hãy bình luận chia sẻ để mình cùng học hỏi, giao lưu nha. Thank you.
Sau khi tạo hình xong, mình sẽ mang đi hấp với lửa trung bình. Thời gian hấp tùy theo các bạn nặn to hay nhỏ nha. Trung bình từ 20 đến 25 phút khi bánh đã trong. Và đây là những chiếc bánh cá màu tự nhiên sau khi mình đã ấp chín. Chỉ cần được ngắm những chú cá này, bao nhiêu mệt mỏi tan biến. Tết này các bạn hãy vào bếp để làm những con cá chép màu đỏ vàng, xương ông công ông táo và mang về tài lộc may mắn cho cả năm nha. Năm hết Tết đến, kênh Truyền Hôm kính chúc quý cô chú, anh chị và các bạn cùng các em đang xem video một năm mới tươi đẹp, vạn sự như ý, thành đạt và may mắn. Chúc quý cô chú, anh chị và các bạn có một cái Tết thật nhiều niềm vui, hạnh phúc bên người thân và gia đình. Nếu yêu mến và thích video mình chia sẻ, hãy ủng hộ cho mình bằng cách like, chia sẻ và đăng ký kênh để mình có thêm thật nhiều động lực chia sẻ nhiều món ăn mới. Khi đăng ký, các bạn nhớ ấn vào hình quả chuông để nhận thông báo mới nhất mỗi khi mình ra video. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.